Hải quan cửa khẩu quốc tế Bo Tên, tỉnh Luồng Nam Thá, Lào cho biết, tính đến hết tháng 6 năm 2022, đơn vị đã thu ngân sách đạt 290 tỷ kíp, vượt 12,83% chỉ tiêu được giao. Theo ông Vị Lạc Còn, kể tà vống, chi cục trưởng, chi cục hải quân cửa khẩu quốc tế Bo Tên, tỉnh Luồng Nam Thá cho biết, tính đến hết tháng 6 năm 2022, đơn vị đã thu ngân sách đạt 290 tỷ kíp, vượt 12,83 chỉ tiêu được giao. Đây được xem là một trong số các đơn vị hải quân của Lào duy trì sự ổn định trong công tác thu ngân sách. Trong đó, chủ yếu là thuế vét, phí chết khấu đặc biệt, phí dịch vụ, phí lưu kho xăng dầu và một số khoản phạt vi phạm. Hàng hóa lưu thông chính của cửa khẩu quốc tế Bo tỉnh Lào Trung Quốc là xăng dầu, xe, phụ tùng, vật liệu xây dựng hàng tiêu dùng, thiết bị điện và vân vân. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bo tên cho biết thêm, lượng hàng hóa nhập khẩu sau 6 tháng đầu năm 2022 duy trì ổn định. Đơn vị đã đôn đốc thu nộp thuế đúng quy định, đồng thời tiếp tục quán triệt đạo đức cán bộ, tăng cường tạo điều kiện thủ tục thông quan nhanh chóng, đúng pháp luật để hoàn thành và mức số thu ngân sách trong năm 2022 đơn vị sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tăng nguồn thu ngân sách tăng cường công tác giám sát và công tác chống buôn lậu gian lận thương mại kiểm soát ma túy của biên giới nhằm góp phần bình ổn giá cả thị trường củng cố an ninh trật tự tại địa phương tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường làm việc thông thoáng thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp xử lý nợ thuế tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan công tác thanh tra kiểm tra nội bộ công tác giám sát quản lý hải quân quản lý thuế